Xin mời người chơi tiếp theo, Minh Hoàng. Làm cho tất cả danh hài cười mỉm chi cho đến cười khoái chi. Vẫn sẽ chiến thắng vàng rồi khi một trong hai danh hài tươi cười. Trời ơi, cái hiện tượng gì nữa vậy trời? Tại sao cứ đưa cho tôi chấn động này tới chấn động khác? Cái chương trình này ta nói lửa ở đâu toàn là thí sinh, ta nói càng ngày càng lùng. Chào chú Chân Thành, chào cô Diệt Hương. Hương bao nhiêu tuổi? Dạ con 4 tuổi. Làm sao để diễn tả được nỗi niềm dành cho con ngay bây giờ đây? Ăn cái gì mà dễ cưng quá vậy hả? Ăn cơm. Dễ thương quá. Ở nhà có coi hài không? Thích ai? Con thích ai? Con thích Hương. Được, cái nít không nói dối, nó sỉ nhục tôi tiếp. Rồi Hoàng ơi, chuẩn bị nha con, có 60 giây nha. Rồi con quay xuống giám khảo kìa. Và 60 giây bắt đầu. Diễn đi con, diễn. Vâng, em con gái ao và ba gánh mặt ha. Có cái dao chứ. Rồi cái dao trên lúa bông, nghe nằm hồn nến cờ. Toàn phụ đồng lúa hâm xăm, đường về nhà càng dưới hơn. Ta hãy lòng cho thật cha, nhắn tin đầm đa bánh hơn. Nhắn hâm hán vào đời bạn bè, nhớ luôn quá cây phùng ra khe. Mùa nước lên ăn điện nhỏ vòng, bao dâm dưới ông chân hào lòng. Lục bình chơi dễ dầm để chơi, giọt lẽ xây hấm bà bỏ môi. Mốm cho nhau chân tình nước chào đầy quýnh hương lao. Rồi, chúc mừng con. Cô Diệt Hương đã cười rồi và con có giải thưởng là 2 triệu đồng. Cô hát bài này rồi, văn từ rất là khó hát và rất là nhanh, chữ rất là khích với nhau để khi mà mình chạy theo nhịp hát, cái chữ phải rõ ràng, rõ ràng, rõ ràng và liên tục. Vậy mà con làm được ha. À, chưa có gì vui cười nhưng khen tặng phải cười là vì sao? Nhỏ xíu vậy mà nhớ bài, hát đúng nhịp. Cảm ơn con. Con có 2 triệu. Con thắng rồi. Con có người thân theo không Hoàng? Có ba mẹ đi theo không? Dạ có. Anh chị ơi, bây giờ bé Hoàng có 2 triệu rồi đó. Bây giờ theo anh chị là dòng tiếp theo là anh chị cho bé Hoàng đi tiếp hay là ngừng lại 2 triệu? Tiếp. Con ơi, con dễ thương quá. Con giống như là cái một cái ông già nào đó trong con á, chứ không phải là một cái con nít nữa. Dễ thương quá. Tiếp nha. Rồi, ra thi tiếp. Rồi, bắt đầu. 60 giây của con bắt đầu. Diễn đi. Diễn đi con. Nói cả nào xa lắm, ở cuối cùng bang đội Việt Nam. Ngại chi đừng xa không ngờ, về để nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông ông đông, đêm trắng kịp tay chở Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngờ, người Cà Mau dễ hơn gia cùng. Nghe nói Việt Hương hơi năm. Con ơi, danh hài Trấn Thành đã nở nụ cười rồi. Thương quá Hùng ấy. Dễ thương quá à. Con 4 tuổi thiệt á hả? Dạ. Nhỏ xíu hả? Ngồi. Ôi, đây. Ôi cưng quá. Ba đứa mình ngồi đây. Kể đi, chương trình kể đi con. Kể đi, khỏi quay đi, giờ mệt quá. Thích con quá, giờ sao? Thương quá à. Nghỉ ở nhà con đi, qua ở nhà cô chú gì không? Thôi con hết ở nhà mẹ. Qua nhà cô Hương đây bánh kẹo nhiều lắm. Thôi nha. Thôi nha. Dụ chi, dụ trai trẻ nó đâu có chịu. Cưng á, không cưng một cái được. Thôi nha. Bố thí cho một cái bên đây cho đã. À,
Chị ơi, bây giờ là bé đã có trong tay là 10 triệu đồng rồi. Chị có muốn bé thi tiếp hay không ạ? Dạ, cho bé ngưng đi. Nhưng mà bé có một tiết mục nhảy để tặng cho hai mẹ thầy giám khảo và tất cả mọi người đang có ở cái trường này. Như vậy là Hoàng ơi, mẹ của con nói là sẽ cho con ngưng ở vòng này, nhưng sẽ có một điệu nhảy dành tặng cho tất cả quý vị khán giả và hai danh hài. Dễ thương quá. Rồi. Bây giờ nghe chú Thành nói nè, bây giờ mình về nhà mình cứ tập vậy hen, xong cái mai mốt lớn lên là con đi làm diễn viên, chịu không? Được không? Có khoái không? Khoái. Trời ơi dễ thương. Trời ơi cưng quá, hôn tuôn cái nãy hôn cô rồi. Trời ơi dễ thương. Đây, đây nè. Chắc tôi chết. Chắc tôi chết. Đây. Có vẻ rất là ngây ngô vô tư thì nhiều người sẽ nghĩ Putin không có thông minh. Nhưng mà bậy nha. Putin cực kỳ thông minh, cực kỳ cá tính luôn. Cái áo này là ông báo hộ nha. Cái áo này ông báo hộ nha. Nhưng mà bài này khó nhất cơ, bài này dài quá, bài này có cái khúc kia kìa con đọc coi cái con lát nữa con bị giáp hai giáp nhiều lần lắm. Ai báo chăn trâu không khổ, chăn trâu khổ lắm chứ. Từ nay con nhiễm bài gọi trâu, con đi chăn trâu xong mà con hát. Mình đi chân trong muốn cho ông báo hộ từ sáng tới giờ mình mới về.
Vậy mà ông đâu có cho mình ăn, ông đâu có cho mình uống. Để mình nói nhỏ cho, để mình nói nhỏ cho nghe nè. Vậy là tối nào mình xuống gác ăn lén, uống lén. Mình uống thưởng đàng hoàng nên mình mới được dậy nè. Mình nghĩ mà mình tức thiệt. Cái ông báo hộ kia, ông ỉ, ông vào. Mà mình không biết cách nào để bảo vệ người dân hết. Để mình suy nghĩ. À, có cách rồi, mình sẽ học võ. Hi, tẹt, rất quần. Thôi, mình học vậy là không được rồi, mình còn nhỏ xíu à. Ông báo hộ, ông nắm đầu mình, ông dụng ra không gác cái chết liền. Để mình suy nghĩ cách khác. Ước gì mình cũng có sức mạnh như con trâu để bảo vệ dân làng để cho ông báo hộ một bài học. À, mình có cách cho mình sẽ điều khiển con trâu để dùng sức mạnh của nó để hù ông báo hộ sợ trời. Người ta thì đấu cò, còn mình thì đấu trâu. Mình bình thường mình thấy người ta lấy giải gì đó đỏ đó ta. Mình đi kiếm giữa cánh đồng để mình sao có giải cho người ta. À, có cáp giờ mình xin lộ cáo của mình ra. Châu, châu nhìn nè châu, châu. Châu ơi nhìn nè. Nhìn đây là cái áo của ông bác hậu nha. Không gì cha. Đang trâu ngồi. Trời trâu lũ cháo hoài trời.
Cái gì kêu vậy? Hả? Điện thoại ông bơ của tôi đó. Dùng để làm gì? Đây là điện thoại ông bơ thần kỳ, dùng để nói chuyện với các bạn nhỏ của chương trình đều chúng mình chưa biết đó. Là sao? Tức là từ bây giờ, mỗi tập phim tụi mình sẽ được trò chuyện trực tiếp với các bạn khán giả của chương trình đó. Wow! À, có điện thoại. Tụi mình... ai có tiếng túng cặp nè, ông nội ơi, ông nội à, chị ơi. Trời ơi. Tụng quần, tụng quần, tụng quần. Có ai mà nhìn như vậy không? Ờ, chú nhìn, rồi lát con cũng đi nhìn. Chứ nãy giờ con cởi đồ ra là tất cả mọi người nhìn thấy rồi. Dạ. Mẹ nói là dở cái áo ra con Cẩm Ly cười đã luôn lá. Con Cẩm Ly cười đã luôn, gọi lá chừng nào mệt cái thì thôi. Chú Thanh Bạch cười chừng nào chú Thanh Bạch mệt đó, chú Thanh Bạch nói chứ thì thôi. Một số fan hâm mộ đã xỉu rồi kìa. Xỉu rồi, tỉnh dậy đi. Con làm riết mà tao nói cái khán phòng này nó sắp nổ tung lên rồi. Tin ơi là tin. Bữa nay bà đặt khoe body nữa ha. Một nội dung rất là khó, vừa phải đọc thơ mà nội mà thăng bằng mà ngồi trên con trâu á, mà bước ra rồi không có run, không có sợ. Con thuộc nguyên bài thơ. Trâu ơi ta bảo trâu này. Ta ai ta bảo trâu này con thuộc luôn mà. Quá giỏi. Thuộc luôn, biết đấu bò rồi còn đấu trâu nữa. Trời ơi, con thổi sáo sao, thổi lại coi. Con thổi cái sáo coi. Thổi sáo con. Hoàng biểu diễn. Đó. Con biết cây sáo có mẻ chưa vậy chú Quy nhìn nữa coi. Con biết không? Con làm cho mọi người cười chikono. Biết chikono là gì không? Không biết. Cái vậy mà cười. Chikono làm cho mọi người chịu không nổi á, chịu không nổi gọi là chikono. Đó. Bây giờ con nghe chú John Huy Trần nói ha cô Cẩm Ly. Con thích nghe nhận xét của ai bây giờ? Con hát nghe giảng phái của cô Cẩm Ly. Dạ. Yeah. Cô Cẩm Ly. Hồi nãy á, con nói với cô á, là hôm bữa mà không có cô Cẩm Ly á, là khi mà con ngồi lên con trâu, con rung mới là rung luôn phải không? Dạ. Yeah. Hôm nay có cô Cẩm Ly, con ngồi lên con trâu, con không rung mà cô Ly rung nãy giờ luôn, giờ vẫn còn rung, cô Ly sợ con té quá trời luôn á. Cô Ly sợ con là vượt té một cái chắc chết quá ở đây chắc là... Té thôi mà nập đầu một, nằm một đống luôn. Thì đó. Bởi vậy cô Ly tôi nói nguyên một cái bài của con là cô Ly cứ rung hoài này nè, cô Ly cứ sợ con té xuống thôi đó. Cô tin tập cái này mấy ngày? Dạ chưa viết nữa, con mới 4 tuổi à. Thì hôm nay Minh Hoàng cái bài cái tiết mục của con rất là hay, nhưng mà Châu Huy cũng giống giống cô Ly là hơi sợ. Sợ gì? Sợ té xuống con trâu. Sợ quên bài nè, sợ tuột quần nè. Nhưng mà nói chung đó thì đúng cái tiết mục của con rất là hay. Và con nghe nguyên người trong khán giả hôm nay la cho con ông rất thích. Rất thích. Cô Cẩm Ly đẹp gái. Hả? Cô Cẩm Ly đẹp gái. Ồ vậy đó hả? Ai dạy vậy? Thầy con thấy người nào đẹp gái con mới chọn chứ con không thấy người. Chú Thanh Bạch đẹp trai. Còn con? Chú đẹp trai. Tin ơi, con có đẹp trai không? Dạ có luôn. Con không những đẹp trai mà con còn có duyên lắm. Rồi thôi bây giờ cho điểm chứ biết nói gì trơn á. Cho điểm nè, tập trung cho điểm nè. Hai lời muốn nói vậy đi. 9 điểm. Chú Thanh Bạch 9,5 điểm. Chú Giang Nghi Trần
Này cô Tin, bây giờ nhìn trên màn hình nha, số điểm của con là 9,2 điểm. Chạy vô liền thông báo đội trưởng liền. Oppo Smartphone hân hạnh đồng hành cùng chương trình.